khác với những tựa game thể thao khác, Cầm Bắt Basketball có một lối chơi mới mẻ lôi cuốn. Cầm Bắt Basketball là game thể thao bóng rổ do VGGO sản xuất và phát hành trên Endersoft vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Game có đồ họa 2D đơn giản, tạo hình các vận động viên bóng rổ cơ bắp cuồn cuộn nhưng không kém phần hài hước ngộ nghĩnh, phần nhạc nền vui tươi với những giai điệu trẻ trung vô cùng thú vị. Về gameplay thì Cầm Bắt Basketball hơi khác một chút so với các tựa game thể thao bóng rổ thông thường khi bạn vừa thi đấu bóng rổ vừa có thể tung đòn tấn công đối thủ bằng những chiêu thức mạnh mẽ nhất mà mình học được. Người chơi có thể làm mọi cách để tấn công cũng như ngăn cản đối thủ ghi bàn vào rổ, hết giờ đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến. Vì đây là thể thức bóng rổ đường phố nên đội hình mỗi bên sẽ chỉ có 3 người. Bạn sẽ lựa chọn 3 cầu thủ ưng ý nhất và bắt đầu hành trình chinh phục giải đấu cực kỳ danh giá với giải thưởng quy mô lớn. Ở vòng ngoài sẽ có thể thức bo 1 và càng vào vòng trong sẽ chuyển thành thể thức bo 3 gay cấn. Sau mỗi giải đấu với số phần thưởng nhận được, người chơi có thể mua thêm nhiều bộ trang phục độc đáo cho cầu thủ, cũng như mở khóa thêm nhiều kỹ năng mới lạ để khống chế đối phương. Ngoài những chuỗi nhiệm vụ và giải đấu trong game, bạn còn có thể tham gia các trận đấu online cùng những người chơi khác để so trình cao thấp. Người chơi giỏi hơn sẽ được đứng đầu bảng xếp hạng với những phần thưởng quý giá không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nhìn chung đây là tựa game thể thao có phong cách mới lạ, vừa được thử sức với bộ môn bóng rổ đầy tính cạnh tranh vừa có thể tung đòn hạ gục đối thủ, điều mà chưa có tựa game nào làm được. Nếu bạn đang phải tìm một tựa game thể thao độc lạ, thì đây là tựa game tìm kiếm được lựa chọn phù hợp để dành riêng cho bạn.